công tố viên tiết lộ là họ sẽ truy tố người sáng lập công ty Platinum Partners có trụ sở đặt tại New York cùng với 6 người nữa vì tội lừa đảo gần 1 tỷ đô la. Người sáng lập của Platinum Partners là Nord Click đã bị bắt giữ cùng với 6 người khác thuộc công ty này. Platinum Partners bị cáo buộc vì vấn đề làm giả số liệu của công ty nhằm thu lại một lượng lớn lợi nhuận đầu tư. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2002 đến năm 2016, công ty này đã thực hiện hành vi lừa đảo các nhà đầu tư của mình lên đến số tiền 1 tỷ đô la Mỹ. Công tố viên cho rằng giá trị của công ty Platinum Partners hiện tại không khác gì một mảnh sắt vụn. Nói ngắn gọn, những bị cáo này đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách đưa ra những thông tin sai lầm về quỹ từ bảo hiểm BBVA đang rất phát triển, trong khi thực tế không phải vậy. Đồng thời, họ đánh giá cao khối tài sản của mình mà trên thực tế khối tài sản của họ đã cạn kiệt và ngân sách đang chìm xuống. Hơn nữa, từ năm 2012 đến năm 2016, Platinum đã thu được hơn 100 triệu đô la Mỹ tiền phí thu từ nguồn quỹ mà họ đã đưa ra những định giá giả. Cũng theo cáo trạng từ phía công tố viên, Platinum Partners được thành lập vào năm 2003, tính tới thời điểm hiện tại có hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Và hiện tại công ty này đang thanh toán những quỹ từ bảo hiểm của mình. Đây được coi là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất tại Mỹ kể từ sau vụ lừa đảo công ty dầu Bernard L. Madoff vào năm 2008.